Chuyên mục mái và tầng áp mái. Giới thiệu: mái phẳng nghiêng VEZO. Trong video này chúng tôi đề cập các nội dung chính sau. Phần 1: mái là một bộ phận chính của công trình. Phần 2: giới thiệu mái phẳng nghiêng VEZO. Phần 3: triển khai mái phẳng nghiêng. Phần 4: sử dụng tầng áp mái hiệu quả. Phần 5: các cách làm mái khác. Phần 6: một số cách làm mái chưa chuẩn. Phần 7: thép nâng và liên kết ngói. Phần 8: một số loại ngói kinh tế, hiệu quả. Phần 1: mái là một bộ phận chính của công trình. Mái nghiêng đóng vai trò rất quan trọng, là bộ phận bảo vệ, che mưa, che nắng, chắn gió bão, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ khí hậu. Mái nghiêng để cho tuyết trượt xuống, không nặng mái, mưa thoát nước nhanh. Mái nghiêng tốn khá nhiều chi phí trong tổng mức xây dựng công trình. Sử dụng không gian tầng áp mái cho mục đích sinh hoạt, nhà kho là tiết kiệm, tăng hiệu quả, giảm mức đầu tư. Giới thiệu: mái bê tông rỗng, phẳng nghiêng, VEZO. Đây là công nghệ xây dựng rất hữu ích của công ty cổ phần xây dựng VEZO. Mái bê tông phẳng nghiêng, tối ưu cốt thép không gian 3D, lõi rỗng nhẹ, không lồi dầm ra ngoài, tạo thẩm mỹ, chất lượng và hiệu quả cao. Chúng ta cùng điểm qua các ưu điểm của mái phẳng, nghiêng, rỗng, VEZO. 1. Thi công đơn giản, công tác cốt pha, cốt thép, đổ bê tông đều đơn giản và tiết kiệm. 2. An toàn khi thi công, cốt pha xốp định vị chắc chắn trong lưới thép panel 3D là điểm tựa để người đi lại và chống trượt bê tông. 3. Kết cấu bê tông chất lượng cao, đặc chắc, tối ưu cốt thép không gian 3D, chịu lực vượt nhịp lớn. 4. Mặt trên mái phẳng đặc chắc, thuận lợi cho công tác thi công thép liên kết và ngói phủ trên mái, chính xác, tiết kiệm. 5. Mặt dưới phẳng, không lồi dầm ra ngoài, thẩm mỹ cao, không cần làm trần giả, tiết kiệm không gian, giảm chi phí. 6. Mái bê tông xốp, 3 lớp, cách âm, cách nhiệt tốt, hơn hẳn mái bê tông có dầm truyền thống. 7. Giảm chi phí cho ngói phủ, mái VEZO, cách âm cách nhiệt tốt, nên chỉ chọn ngói chống thấm, bền lâu, thẩm mỹ, và nhẹ, nên giảm được chi phí. 8. An toàn khi sử dụng, chống thấm, chống bụi bẩn, côn trùng, chống gió bão, chống trộm. 9. Tiết kiệm năng lượng, mái bê tông xốp, cách nhiệt tốt, nên tiết kiệm điện năng, cho làm mát về mùa hè, và sưởi ấm cho mùa đông. Phần 3. Một số thuận lợi và lưu ý trong triển khai, mái phẳng, nghiêng lõi rỗng, VEZO. Mái VEZO tương tự sàn, chỉ khác phần mái ngoài tường. Phần mái chính, cốt pha, thép lớp dưới như sàn ép, VEZO. Tiếp theo, cây thép, lắp dựng panel 3D xốp, tương tự sàn ép, VEZO. Lắp dựng hoàn thiện, phần panel 3D xốp mái chính, hình chiếu theo phương đứng nằm trong phạm vi tường. Phần chân mái nằm ngoài tường, để tạo thẩm mỹ, thanh mảnh, đổ bê tông mỏng 10cm, thép một lớp, không có xốp. Tương tự, phần mái nhô ra khỏi tường ở phía đầu hồi, cũng đổ bê tông mỏng, như phần chân mái. Chi tiết nấm đầu trụ, đỡ mái, đổ bê tông đặc, và tăng cường thép chống cắt. Các giao tuyến âm, giao tuyến dương, đều có rầm, răng chìm trong mái. Tất cả các đầu trụ đều có tăng cường thép, nấm bê tông đặc, chìm trong mái. Nóc mái nhà cũng được bố trí rầm. Tất cả các vị trí sung yếu, chịu lực lớn, các giao tuyến đều được tăng cường thép và đổ bê tông đặc. Đổ bê tông mái VEZO trở nên đơn giản, cốt pha xốp là điểm tựa để đầm nén bê tông lớp dưới, xốp chắn không cho bê tông trượt xuống, các khe dầm được nén rất chắc. Máy đầm dùi thoải mái, dùng đầm mặt lướt qua lấy mặt phẳng nghiêng, chính là vữa bê tông tươi, không cần dùng vữa khô háp, chống chảy xệ như máy dầm truyền thống. Mặt trên và dưới mái đều, phẳng, chuẩn, chắc. Máy bê tông phẳng nghiêng, lõi rỗng, VEZO, rất chuẩn về hình học, cách âm, cách nhiệt tốt. Bởi vậy, có thể thay thế các loại ngói bê tông nặng đắt tiền bằng các loại ngói công nghệ cao Âu, Mỹ để chống thấm, tạo thẩm mỹ và giảm chi phí. Phần 4. Sử dụng tầng áp mái.
Tầng áp mái có thể lấy tối đa ánh sáng và đón gió tự nhiên, nên được rất nhiều gia chủ yêu chuộng. Có thể làm phòng sinh hoạt chung, phòng thờ gia tiên. Cũng có thể bố trí hẳn một căn hộ mini trên tầng áp mái. Hoặc đơn giản, chỉ làm phòng ngủ. Nếu dư giả, có thể làm phòng tắm thư giãn. Cũng có thể làm phòng đọc sách, phòng làm việc. Tận dụng tối đa không gian tầng áp mái, vừa tiết kiệm, giảm chi phí tổng mức đầu tư, không gian sinh hoạt yên tĩnh, có tính riêng tư. Phần 5. Các cách làm mái khác. Giàn đỡ là thép hoặc bê tông. Giàn thép dạng 1, mái vì kèo thép 2 lớp, lợp ngói, không sử dụng không gian tầng ốc mái được. Giàn thép dạng 2, mái sử dụng hệ giàn thép 3 lớp, lợp ngói, sử dụng được không gian tầng áp mái, cách nhiệt kém, tốn thêm chi phí làm trần giả. Mái bê tông có dầm truyền thống, lồi xuống, thẩm mỹ thấp, phong thủy kém, bê tông bị rỗ, mặt trên gồ ghề, phải tôn, nâng, tốn nhiều thép và công phát sinh. Một số cách làm mái bê tông chưa chuẩn. Đúc hệ dầm kèo bê tông, phức tạp, thẩm mỹ thấp. Hệ tường, trụ, giằng, dầm, phức tạp mất không gian sử dụng. Mái bê tông kiểu truyền thống, dầm lồi xuống, thi công khó và chậm. Mái bê tông truyền thống, hai lớp thép rất tốn kém, cách âm cách nhiệt vẫn chưa cao, dầm vẫn phải lồi xuống. Thi công, mái bê tông truyền thống, phức tạp, phải bố trí nhiều thanh ngang, chống trượt cho người, và bê tông tươi. Bê tông tươi bị trượt xuống, không đầm nén được, bị rỗ, cường độ thấp. Khó khăn việc hoàn thiện mặt bằng mái, mặt bê tông gồ ghề, về sau, phải đắp vữa gây phân tầng, và hiếu. Mặt bê tông không chuẩn, dán ngói bị nhấp nhô. Mái dầm truyền thống, cách âm cách nhiệt kém, tốn thêm chi phí vật liệu cho việc này, hoặc dùng ngói tốt, tăng giá thành. Mái bê tông không chuẩn, phải nâng giàn thép, tốn kém, rất chậm, và hiếu. Việc nâng giàn thép, vừa tốn thêm chi phí vật liệu, nhân công, làm chậm tiến độ. Phần 7, thép nâng, và liên kết ngói. Khuyên dùng, phần này, chi phí rất ít, nên dùng loại tốt, hệ thép nhẹ, mạ kẽm, bền gấp 8 lần thép đen, vít liên kết, dùng loại tốt, của Nhật Bản, hoặc châu Âu. Phần 8, các loại ngói lợp mái bê tông hữu ích. Mái bê tông VEZO, ngói chỉ cần thêm tiêu chí, bền, nhẹ, thẩm mỹ. Gợi ý thứ nhất. Dùng ngói thép phủ đá màu, liên kết mè thép, lúc này khối lượng mái chỉ bằng 1/7 đến 1/6 mái ngói bê tông màu. Ngói thép phủ đá thẩm mỹ cao, dễ thi công. Gợi ý thứ hai, dùng ngói bitum phủ đá màu, dán trực tiếp lên mái bê tông, bằng keo chuyên dụng, ưu điểm. Là có thể dán lên bất kỳ hình dáng hình học nào, dễ dàng thay thế khi muốn đổi mới mái nhà, ngói bitum phủ đá, nhanh, gọn, nhẹ, thẩm mỹ cao. Gợi ý ba, mái lợp ngói bê tông, sơn màu hoặc tráng men. Bền lâu, cách âm cách nhiệt tốt, rất nặng, giá thành cao, chi phí thép liên kết cũng lớn, không kín bằng ngói thép phủ đá.